Từ bi đạo tràng lương hoàng sám pháp. Chương thứ bảy nói rõ quả báo. Lại nữa, lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy tam bảo. Nguyện xin tam bảo rủ lòng đại từ đại bi cứu hộ hết thảy chúng sanh. Hiện đang chịu khổ và sẽ chịu khổ trong sáu đường, khiến các chúng sanh ấy liền được giải thoát, đem sức thần thông diệt trừ ba đường ác và nghiệp địa ngục, khiến các chúng sanh ấy từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật hoàn toàn không đọa trở lại trong đường ác, xả thân khổ bao, được thân kim cang tứ vô lượng tâm lục ba la mật, thường được hiện tiền tứ vô ngại biển sâu, sức thần thông như ý tự tài, dòng mạnh tinh tấn không thôi không nghỉ, cho đến khi mãn thập địa trở lại độ thoát hết thảy chúng sanh. Từ bi đạo tràng lương hoàng sám pháp. Chương thứ bảy nói rõ quả báo. Tiếp theo, ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại phải chí thành đánh lệ, nhất tâm lắng nghe lúc bây giờ Phật ở thành Dương xa. Trong vườn trúc ca lan đà, ngài Mục Kiền Liên từ thiền định đứng dậy, đi dạo trên bờ sông Hằng, thấy các ngã quỷ chịu tội không đồng nhau. Khi ấy các ngã quỷ đồng sinh lòng cung kính, đến hỏi ngài Mục Liên về nhân duyên đời trước. Một ngã quỷ hỏi rằng: tôi một đời lại đây thường bị đói khát, muốn vào nhà sĩ lấy phần mà ăn, trên nhà sĩ đã có con đại lực quỷ lấy gậy đánh tôi. Tôi không đến gần nhà sĩ được, vì cớ gì mà tôi mắc phải tội ấy? Ngài Mục Liên đáp rằng: đời trước lúc làm người, người làm chủ chùa, có khách tỳ kheo đến xin ăn, người kêu kiết không đãi khách ăn, chờ khách đi rồi người mới cho các thầy thường ở trong chùa ăn. Vì ngươi vô đạo tham tiếc của chúng, do nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy, đó là quả báo. Còn quả báo sẽ ở địa ngục. Lại có một ngã quỷ hỏi ngài Mục Liên rằng: tôi một đời lại đây
trên dây của cái bình đồng lớn đựng đầy nước sôi. Tôi tự lấy gao múc sôi từ trên đầu xuống. Đau khổ vô cùng không thể chịu được, tôi vì tôi gì mà phải như thế. Ngài Mục Liên đáp rằng lúc làm người, ngươi làm duy na trong chùa, xem việc trong đại chúng. Có một bình xưa ngươi giấu chỗ kinh, đúng giờ không đem chia cho chúng, đợi khách đi rồi mới đem chia cho các người trong chùa. Sữa là vật chiếu đề thuộc của chúng tăng trong mười phương, mọi người đều có phần vì ngươi vô đạo. Tham tiếc của chúng do nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là quả báo, quả báo sẽ ở địa ngục. Lại có một ngã quỷ hỏi Ngài Mục Liên rằng: tôi một đời trở lại đây thường nuốt những hoàng sắc nóng, vì những tội gì mà phải như vậy? Ngài Mục Liên đáp rằng: lúc làm người, ngươi làm một vị sa di nhỏ, lấy nước trong sạch khuấy đường khoèn cho chúng. Đường phèn cưng răng, ngươi sinh tâm trộm cắp, đập nhỏ lấy chút ít đại chúng chưa uống, ngươi đã uống trộm trước một hốt. Do vì nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Đó là quả báo, quả báo sẽ ở địa ngục. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe những việc Ngài Mục Liên đã nghe đã thấy rất đáng sợ hãi. Chúng con có thể làm những tội ấy vì vô minh ngăn che, chúng con không tự nhớ biết. Giả sử như chúng con đã tạo vô lượng tội nghiệp như vậy, đời sau quyết phải thọ lãnh quả báo đau khổ ấy. Vậy nên bây giờ phải chỉ tâm tha thiết đầu thành đảnh lễ, hổ thẹn cầu xin sám hối. Nguyện trừ diệt sạch những tội lỗi ấy và nguyện xin sám hối thế cho hết thảy ngã quỷ khắp mười phương tận hư không giới. Lại nguyện xin sám hối thế cho các cha mẹ và các sư trưởng. Nguyện xin sám hối thế cho các bậc đồng đàn tôn chứng thượng trung hạ toàn. Nguyện xin sám hối thế cho tất cả thiện ác tri thức rộng ra cho đến khắp cả mười phương tận hư không giới, vô cùng vô tận hết thảy chúng sanh trong tứ sanh lục đạo. Những tội đã làm nhân nay sám hối mà được trừ diệt, những tội chưa làm thề không dám làm. Nguyện xin mười phương chư Phật chứng biết cho chúng con. Lạy
lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thải tam bảo. Nguyện xin tam bảo rủa lòng đại từ bi cứu vớt hết thải chúng sanh khắp mười phương hiện đương chịu khổ trong đường ngã quỷ. Lại nguyện xin cứu vớt hết thải chúng sanh khắp mười phương hiện đương chịu khổ vô lượng trong đường địa ngục, trong đường súc sinh và trong nhân loại, làm cho các chúng sanh ấy liền được giải thoát đoạn ba nghiệp chướng trừ năm sợ hãi. Chân tám giải thoát dùng bốn hoằn thế độ thoát chúng sanh đảnh lễ Thế Tôn, thừa thịnh giáo lý vi diệu không rời đương xứ. Sạch hết hữu lậu tùy tâm tự tài, dạo khắp cõi Phật nguyện hạnh nguyện viên mãn chóng thành chánh giác vậy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng lại chỉ thành lắng lòng mà nghe lúc bấy giờ. Phật ở thành Dương xa phía đông nam có một hồ nước, bao nhiêu tiểu dải ô uế đều chảy vào hồ ấy, hôi thối không thể đến gần được. Có một con trùng lớn sinh ở trong hồ ấy, thân dài mấy trường, không có tay chân quằn quại lăn lóc, hàng ngàn người đến xem. Ngài A Nan thấy vậy về bạch Phật, Phật và đại chúng cùng nhau đến hồ ấy xem. Đại chúng nghĩ rằng nay đây Đức Như Lai sẽ nói rõ đầu đuôi việc con trùng ấy cho mọi người nghe. Phật bảo đại chúng, sau khi Đức Phật duy vệ nhập niết bàn rồi, có 500 thầy tỳ kheo đi qua một ngôi chùa. Lúc ghé vào chùa, chủ chùa rất hoan hỷ vui mừng, mời đại chúng ở lại để cúng dường. Ông hết lòng thết đại, không tiếc món gì. Sau đó có 500 người đi buôn vào biển lấy ngọc. Lúc về cũng ghé lại chùa, các người ấy thấy 500 thầy tỳ kheo tu hành tinh tấn liền hân hoan, phát tâm cúng dường mới cùng nhau nghĩ rằng phước điền khó gặp, chúng ta nên cúng dường lễ mòn. Mỗi người cúng một viên ngọc cộng được 500 ma ni châu, đem gửi chủ chùa. Sau đó chủ chùa sinh tâm không tốt, lập mưu muốn đoạt lấy một mình, không đem ra cúng dường chúng tăng. Đại chúng mới hỏi, ngọc châu của khách buồn bô thì nên đem ra cúng dường đại chúng. Chủ chùa đáp rằng, ngọc châu ấy cúng cho ta, nếu các ngươi muốn đoạt thì có phần huệ cho các ngươi, nếu các ngươi không đi ngay bây giờ, ta sẽ chặt tay chân các ngươi quăng vào hầm phần,
Đại chung nghĩ thương người ấy quá ngu si, bèn làm thinh bỏ đi vì tội ác ấy. Nên nay chủ chùa kia phải làm thân trùng này, sao sẽ vào địa ngục chịu vô lượng đau khổ vậy. Lại nữa, khi ấy Phật ở thành Dương Xá, thấy một chúng sanh có cái lưỡi rất dài lớn, có đinh sắt đóng vào lưỡi, lửa phát cháy hừng hực, chịu đau khổ suốt ngày đêm. Ngài Mục Liên bèn hỏi Phật: chúng sanh ấy vì tội gì mà chịu khổ như vậy? Phật đáp: người ấy xưa kia từng làm chủ chùa, hay măng nhiếc xua đuổi các thầy tỳ kheo, ở lâu trong chùa hay khách tăng mới đến cũng vậy, mà không cho ăn uống, không bình đẳng cúng dường vì nhân duyên ấy, nên nay mắc phải tội như vậy. Lại có một chúng sanh thân thể dài lớn, trên đầu có cái vạt nước đồng sôi, bốc lửa cháy hừng hực, nước đồng sôi chảy tràn ra tứ phía, chạy khắp thân thể chúng sanh ấy nương hư không mà đi mãi không nghỉ. Ngài Mục Liên hỏi Phật: chúng sanh ấy vì tội gì mà phải chịu khổ như thế? Phật đáp: người ấy đời xưa làm trí sự ở chùa, đàn việc cúng dầu thấp, trí sự không chia cho khách tăng, đợi các thầy khách tăng đi rồi, sau đó mới chia cho các thầy thường ở trong chùa. Vì nhân duyên ấy nên nay mới người ấy mắc phải tội như vậy. Lại có một chúng sanh bị các hoàng sắc cháy đỏ hừng hực, từ trên đầu mà vào, từ dưới chân mà ra, nương hư không mà đi, người ấy đau khổ vô cùng, không thể chịu được. Ngài Mục Liên hỏi Phật: chúng sanh ấy vì tội gì mà phải chịu khổ như vậy? Đức Phật đáp rằng: người ấy đời trước làm ông Sa Di, có trộm bãi trai me trong vườn chúng tăng. Sau khi chết rồi, Sa Di ấy đã chịu vô lượng khổ trong địa ngục. Nay nghiệp báo chưa hết hay còn dư ương, nên phải chịu khổ như vậy. Lại có một con ca lớn, một thân trăm đầu, mỗi đầu một khác, bị sa vào lưới người. Thế Tôn thấy vậy, bèn nhập đỉnh từ tâm tam muội, gọi con ca ấy, ca ấy tức thời ứng khẩu trả lời. Thế Tôn hỏi ca: mẹ ngươi ở đâu? Mẹ tôi làm con trùng rút trong nhà si. Phật bảo các tỳ kheo: lúc Phật ca diếp ra đời, con cá to lớn này làm vị tam tạng tỳ kheo.
Vì ác khẩu nên chịu quả bao nhiêu đầu, mẹ nó bây giờ thọ hưởng lợi dưỡng của nó, nên đọa làm con trùng rút trong cầu tiêu. Phật giải tiếp rằng mắc phải quả bao ấy đều do chúng sanh ác khẩu, lời nói lời thô thao cứng sằng, tuyên truyền bị thử, làm cho hai bên tranh đấu loạn lạc lẫn nhau. Chết rồi vào địa ngục, bị ngục tốc đốt đỏ, cái bể sắt trong ngoài nóng đỏ như nước đầm sôi, để nung cái lưỡi người có tội. Quỷ lấy đốt đỏ móc sắt, móc có ba lưỡi sắc bén như mũi nhọn, để đoạn cái lưỡi của tội nhân. Lại kéo dài cái lưỡi ra như trâu kéo cài, lại đốt đỏ cái chài sắt giống vào yết hầu. Trải qua ngàn vạn kiếp, tội hết mới ra khỏi địa ngục làm loài chim muôn. Phật dạy, nếu có chúng sanh nào đàm luận việc vua chúa, chính trị cha mẹ và sư trường, thì tôi lại còn nặng hơn. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe Phật giải lời ấy rất đáng sợ hãi. Bây giờ đại chúng đã thấy rõ ràng thiện ác hai đường không sai, tội phước và quả bao chắc thật quyết định, không còn nghi ngờ gì nữa. Vậy nên hết lòng hổ thẹn siêng năng tu hành cầu xin sám hối. Đại chúng đã cùng nhau xem kinh, đã đồng thấy những việc như trên. Nếu không cố gắng lời biên muôn thối lui, thì việc tu hành không do đâu mà có kết quả. Ví như người nghèo thiếu lòng thèm khát các vị cao lương, mà thực tế không có một vị nào, thì rốt cuộc cũng không có ích gì cho sự thèm khát khổ não kia. Cho nên biết rằng người nào muốn cầu có pháp môn nhiệm màu thù thân, muốn độ thoát hết thải chung sanh, người ấy không thể nói suông rằng tôi chỉ tu tâm mà được. Người ấy cần phải có tâm, mà cũng cần phải thực hành bằng sự tướng nữa mới được. Cần phải có sự có lý, sự lý đi đôi công việc mới có kết quả hoàn toàn thành tựu viên mãn vậy. Vậy nên đại chúng phải nỗ lực tinh tấn tu hành, cần xin sám hối, cùng nhau chí tâm tha thiết đầu thành đánh lễ tam bảo. Nguyện xin thay thế hết thảy chúng sanh trong đường địa ngục, đường ngã quỷ, đường súc sinh và đường nhân loại mà cầu xin sám hối. Lại nguyện vì cha mẹ sư trường, thiện ác tri thức và cùng hết thảy bà con mà cầu xin sám hối. Những tội đã làm rồi nguyện xin trừ diệt, những tội chưa làm thì không dám làm. Nhất
tâm đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đề Sa Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Minh Diệu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Trì Mạng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Công Đức Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thị Nghĩa Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đăng Diệu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hưng Thịnh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Dược Sư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Nhu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bạch Hào Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kiên Cố Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phước Quay Đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Khả Hoài Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Tướng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô La Hầu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chúng Chủ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phạm Thanh
Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kiên Tây Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Cao Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tát Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Sơn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tượng Chúng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Úy Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Chân Bảo Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Phan Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Tát Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tầng hư không giới hết thải tam bảo. Nguyện xin tam bảo dùng đại từ bi lực đại trí huệ lực vô lượng tự tại thần lực không thể tư nghị độ thoát nhất thiết chúng sanh lực trong lục đạo diệt trừ hết thải đau khổ cho chúng sanh trong lục đạo khiến các chúng sanh ấy đoạn trừ hết tội nghiệp trong ba đường ác rốt ráo không tạo năm tội nghịch không tạo mười ác nghiệp nữa từ nay trở đi các chúng sanh ấy không sinh vào chỗ khổ báo được sinh về tịnh độ bỏ mạng sông khổ báo được mạng sông trí huệ bỏ thân khổ báo được thân kim cang bỏ khổ ác thú được vui niết bàn nhớ khổ trong ác thú phát tâm bồ đề bốn vô lượng tâm sáu ba la mật thường được
hiện tiền bốn vô ngại biển. Sau sức thần thông được tự tại như ý, dòng mạnh tinh tấn không thôi không nghỉ. Và thân tấn tu hành đến khi mang thập hạnh bồ địa trở lại độ thoát hết thảy chúng sanh. Chương thứ tám, ra khỏi địa ngục. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nên biết rằng, vạn pháp không đồng, công dụng bất nhất. Như sáng và tối đối đãi nhau, tuy nhiên chỉ có thiện và ác là gồm thâu tất cả. Làm thiện được quả bao tốt đẹp ở các cõi trời cõi người, làm ác thời mắt quả bao xấu xa đau khổ kịch liệt trong ba đường ác vậy. Đó là hai sự thật rõ ràng trên đời không phải dối giả. Những người ngu si lầm lạc phần nhiều sanh tâm nghi ngờ, hoặc cho cõi trời là chuyến bịa đặt, địa ngục là lời nói dối không có. Những người ấy không biết suy nhân nghiệm quả, không biết xét quả tìm nhân. Người không biết phân biệt nhân quả thì cố chấp lấy sự hiểu biết sai lầm của thế gian. Không những chấp không chấp có, mà còn làm thơ làm bài để biêm xích tâm họ trai với điều thiện lợi, mà không hề tự biết sai lầm. Giả như có người chỉ bảo cho thì họ càng chấp chặt lấy thiên kiên, sai lầm còn kiên cố hơn nữa. Những người như thế là họ tự gieo đầu vào đường ác, trong nháy mắt liền thẳng xuống địa ngục. Tự thân hiếu tử không thể cứu được, họ đi vào hầm lửa giác dầu trước hơn ai hết. Họ đi thiêu thân trong lửa nóng giác dầu sôi mà không tự biết, thân tâm tan nát tinh thần thống khổ. Khi ấy ăn năn không kịp, ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng thấy rõ thiện ác nhân nương nhau như bóng theo hình, như vàng theo tiên. Tội phước hai đường tuy khác nhau, nhưng cũng phải đợi kỳ trả quả bao nghiêm nhặt. Mong sao mọi người đều sáng suốt, tin tưởng không sinh tâm nghi ngờ. Sao gọi là địa ngục? Kinh dạy rằng, trong tam thiên đại thiên thế giới, ở giữa khoảng hai núi thiết di, chỗ tối tâm nhất gọi là địa ngục. Thành sắc bằng sắc dài rộng 1600 vạn dặm, trong thành chia ra 84.000 ngăn. Dưới là lấy sắc làm đất, trên lấy sắc làm lưới, lửa đốt thành ấy trong ngoài cháy đỏ, chảy ra nước lửa trên cháy suốt xuống dưới, lửa dưới cháy suốt bốc
lên trên. Tên riêng của mỗi ngục là ngục nhóm họp, ngục tối tâm, ngục xe dao, ngục rừng kiếm, ngục mai sắt, ngục rừng gai, ngục dòng sắt, ngục hang sắt, ngục hoàng sắt, ngục đá nhọn, ngục hầm than, ngục rừng cháy, ngục hổ lang, ngục kêu la, ngục nước soi, ngục than nông, ngục núi dao, ngục rừng kiếm, ngục đá mài lửa, ngục thành lửa, ngục cột trụ đồng, ngục giường sắt, ngục xe lửa, ngục bánh xe lửa, ngục uống nước đồng sôi, ngục khạc ra lửa, ngục hết sức nóng, ngục hết sức lành, ngục rút lưỡi, ngục đóng đinh vào thân, ngục trâu cài, ngục chém chặt, ngục đao binh, ngục mổ xẻ, ngục sông tro, ngục tiểu giải trào lên, ngục giá lạnh, ngục bùng lầy, ngục ngu si, ngục khóc lóc, ngục đuôi điếc, ngục câm ngòng, ngục lưỡi câu sắt, ngục mỏ sắt nhọn. Lại có những đại tiểu nê lê a tỳ địa ngục, Phật bảo Đức A Nan sao gọi là a tỳ địa ngục. A nghĩa là vô, tỳ nghĩa là già, a nghĩa là vô, tỳ nghĩa là cứu. Nói chung lại, a tỳ nghĩa là vô già vô cứu, không ngăn dứt, không cứu vớt được vậy. Lại nữa, a là không gián đoạn, tỳ là không lái đồng, a là hết sức nóng nhiệt, tỳ là hết sức khổ não, a là không an nhàn, tỳ là không an trú. Tóm lại, a tỳ là hết sức hành hạ, không tạm nghỉ, không gián đoạn, không lai chuyện, hết sức khổ não, như nung như nấu, không an nhàn, không chấm dứt, cứ hành phát mãi mãi, nên gọi là a tỳ địa ngục vậy. Lại nữa, a là đại diệm, là lửa dữ, tỳ là mãnh nhiệt, là nông, lửa dữ nhập tâm gọi là a tỳ địa ngục. Phật dạy ngài A Nan, địa ngục a tỳ dài rộng bằng nhau 32 dạng dầm, bảy lớp thành sắc, bảy lớp lưới sắt bao bọc ngục a tỳ, dưới có 18 ngăn, xung quanh có bảy lớp thành, đều có đặt rừng dao, trong bảy lớp thành lại có rừng gươm. Dưới 18 ngăn, ngăn có 8 dạng 4.000 lớp bông gốc, đều có 4 đáy đồng cầu, thân dài lân đến 1 dạng 6.000 dầm, mắt như điện chớp, răng như cây gươm nanh, như núi dao lưỡi, như mũi sắt nhọn, toàn thân chân long phun lửa dữ, hơi bại như khói, hơi thối khó chịu, thế gian không có vật gì thối bằng, lại có 18 ngục tốt đầu như đầu la sát, miệng như miệng giả xoa, cho có 60
bốn con mắt, mắt tung ra xa những hoàng sắc nông, như xe chạy xa mười dặm. Răng phía trên cao 160 dặm, đầu trên đầu răng tuôn ra lửa dữ, đốt cháy xe sắt phía trước, làm cho bánh xe kia mỗi lỗ lưới tròn quá làm một ức con dao lửa. Kim kích sắc bén, những lưỡi nhọn đều từ trong lửa dữ mà lưu xuất ra. Lửa ra như suối chảy, đốt cháy ngục thành A Tỳ, thành cháy đỏ như nước đồng sôi. Bọn ngục tốt kia đầu có 8 đầu trâu, mỗi mỗi đầu đều có 18 cái sừng. Trên đầu mỗi sừng tuôn ra một đống lửa lớn, đống lửa lớn lại hóa ra bánh xe dao lớn, như bao nhiêu bánh xe, mỗi mỗi bánh xe thư lớp theo nhau chạy trong lửa dữ, ghê gớm đầy cả A Tỳ địa ngục. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Đạo tràng lương hoàng sám pháp, ra khỏi địa ngục lại nữa. Ở dưới đất thì có chó đại đồng cầu, há miệng lé lưỡi, lưỡi như đòn sóc nhọn, lẽ ra thì quá thành vô lượng lười, đầy cả A Tỳ địa ngục. Ở trong bãi lốp thành có bãi lốp cờ, ở đầu mỗi cờ lửa tuôn ra như suối trào vót, nước sắc chảy đầy cả A Tỳ địa ngục. Bốn cửa thành ngục A Tỳ, ở trên mỗi ngưỡng cửa có 18 chảo nước đồng sôi, trào ra rồi chảy tràn đầy cả thành A Tỳ. Trong mỗi ngăn địa ngục lại có 84.000 răng mãn xà sắc, phun độc phun lửa thân hình lớn đầy thành, kêu la như sấm dày. Mưa xuống những hoàng sắc nóng lớn đầy cả thành A Tỳ. Nỗi khổ trong thành kể đến 80.000 ức thiên, bao nhiêu thống khổ trong những thống khổ đều tích tụ ở trong thành này. Lại có 500 ức con trùng ở trong thành, mỗi con trùng có 84.000 mỏ nhọn.
đầu mỏi mỏ nhọn có lửa tuôn như mưa xối đầy cả thành tây. Mỗi khi trồng ấy rơi xuống thì lửa dữ trong thành tây bốc ngọn lên dữ dội, hừng hực sáng choang. Lửa mạnh ấy chiếu đến 336 vạn dặm, từ A Tỳ ngục sông lên biển cả dưới núi ốc tiêu, nước biển cả giọt xuống mỗi giọt lớn bằng trục bánh xe to, thành ra những mũi nhọn sắc lớn đầy cả thành A Tỳ. Phật bảo ngài A Nan, như chúng sanh nào giết cha hại mẹ, nhục nhã sáu dòng bà con, người ấy khi mạng chúng cho sắc hạ miệng quá làm 18 chiếc xe, giống như xe vàng có bao cái che trên, hết thải mũi lửa nhọn kia quá làm ngọc nữ. Người có tội kia xa trông thấy, sinh tâm vui mừng, nghĩ rằng ta muốn đến đó chơi, ta muốn đến đó chơi. Khi đến rồi thì bị gió phong đau xẻ thân lạnh quá chừng, tội nhân lại nghĩ, há được lửa đốt, ngồi trên xe đốt lên mà hơ, nghĩ như thế rồi thì liền chết. Trong giây phút lại thấy mình ngồi trên xe vàng ngắm xem ngọc nữ, nhưng bị ngọc nữ cầm búa sắt chém thân, dưới thân lửa bốc hừng hực mau như chớp nhoáng, trong nháy mắt lại rơi vào địa ngục A Tỳ. Từ ngăn trên chớp mắt đọa xuống ngăn dưới, thân lớn đầy ngăn, chó đồng cầu lớn tiếng sủa lên và nhai xương nuốt tùy. Ngục tốt la sát cầm xoa sắc lớn xoa đầu bắt đứng dậy, lửa cháy khắp thân cháy luôn thành A Tỳ. Dưới sắc tuôn mưa dao dao theo lỗ chân lông vào trong thân thể, quả làm vua Diêm Vương. Vua lớn tiếng bảo rằng kẻ ngu si, giống ngục tốt kia, người ở dương thế bất hiểu với cha mẹ, tà mạng không đạo đức nên phải đọa vào chỗ này, gọi là A Tỳ địa ngục. Người là người không biết ơn, không hổ thẹn, người chịu khổ não như thế có sướng không? Nói rồi biến mất, bây giờ ngục tốt lại đuổi tội nhân từ ngăn dưới lên ngăn trên, phải trải qua 84.000 ngăn vừa mới qua khỏi lớp lưới sắt cuối cùng. Một ngày một đêm mới khắp A Tỳ địa ngục, một ngày một đêm ở địa ngục bằng 60 tiểu kiếp ở dương gian. Tội nhân sống như vậy trong địa ngục một đại kiếp,
Người phạm tội ngu nghịch không biết hổ thẹn nên gây tội ấy. Vì tội ngu nghịch nên lúc lâm chung có 18 thứ phong đao như xe lửa sắc cắt xẻ thân thể. Tội nhân vì nông bức nên nói thế này: nếu ta có các thứ hoa sắc đẹp ấy, cây đại thọ mát mẻ kia, ở đó dạo chơi há không vui sao? Nghĩ như thế rồi thì có 84.000 rừng ác kiếm hoa làm cây bao. Hoa quả tốt tươi sắp bày ra trước mắt, lửa nóng hừng hực cây hoa làm hoa sen nơi gốc cây kia. Tội nhân thấy vậy liền nghĩ thầm: ta đã mãn nguyện. Trong nháy mắt tội nhân liền ngồi trên hoa sen, trong khoảnh khắc có các trùng mỏ nhọn từ trong hoa lửa sinh ra rút rải cốt tùy, thâu suốt tâm can. Tội nhân phải vịn cây đứng dậy, các nhành cây hóa thành lưỡi kim, róc thịt chẻ xương, vô lượng rừng đao từ không trung rơi xuống. Những lọ hồng xe lừa 18 điều khổ nhất thời đưa đến. Những cảnh tượng này hiện ra thì tội nhân bị hãm xuống địa ngục tầng dưới, rồi từ tầng dưới lên tầng trên, thân hình lột hết như hoa nở, trải khắp ngăn dưới rồi lên ngăn trên, bị lửa mạnh thiêu đốt dữ dội. Đến ngăn trên rồi thân hình tràn khắp ngăn ấy, bị khổ não nung nấu vô cùng. Tội nhân phải trợn mắt lẻ lười, vì phạm tội ngu nghịch nên bị vạn ức đồng sôi, 100.000 đau luân từ trên không rơi xuống, vào trên đầu ra dưới chân, đau khổ còn gấp bội hơn trước nữa 101.000 vạn lần. Người phạm đủ 5 nghịch tội phải chịu tội đủ 5 kiếp. Lại nữa, nếu người nào phá cấm giới của Phật, luôn ăn dùng của tinh thi, phỉ báng tam bảo tà kiến, không biết nhân quả, không học trí huệ bát nhà, khinh chê 10 phương Phật, trộm cắp của pháp, làm việc ô uế bất tỉnh hành, không hổ thẹn quỷ nhục bà con tạo các điều ác. Người ấy khi sắp lâm chung tội báo, bị phong đao xẻ thân nằm ngửa bất tỉnh như bị đánh đập. Tư tưởng hoang mang si mê lầm lẫn, thấy nhà cửa và con cái nam nữ và lớn nhỏ, cùng tất cả sự vật của mình đều bất tình, tiểu giải hôi thối tràn đầy thân thể. Bây giờ người ấy nghĩ rằng, sao đây không có thành quách và núi rừng tốt đẹp, để ta dạo chơi mà lại ở giữa đám bất tình ô uế này ư? Nghĩ như thế rồi liền bị ngục tốt la sát lấy cái xoa sắc lớn đánh ngục
A Tỳ. Các rừng đao quá làm cây bao và áo hồ mát mẻ, lửa dữ quá làm hoa sen lá vàng, những con trùng sắc cây mỏ nhọn quá làm chim phù nhang, những tiếng thống khổ trong địa ngục như âm thanh ca vịnh, tội nhân trông thấy tốt đẹp như vậy liền nghĩ rằng ta mau đến đó dạo chơi. Nghĩ xong liền thấy mình ngồi trên hoa sen lửa, các trùng sắc nho mó nhọn từ các lỗ chân lông, trong chân rút ra căng rứt thân thể, trăm ngàn bánh xe sắt từ trên đảnh vào thân, hằng hà xa xô xoa sắc khiêu bút trong mắt, chó đồng cầu trong địa ngục quá làm trăm mức cho sắc dành nhau câu xé thân hình tội nhân, lấy trái tim mà ăn trong nhai mắt thân thể đã thành cánh hoa sắc, tràn khắp 18 ngăn ngục mỗi mỗi hoa có 84.000 lá, mỗi mỗi lá đầu mình tay chân chi tiết đều ở trong một ngăn. Địa ngục không lớn thân này không nhỏ, cho nên biến khắp địa ngục những tội nhân này đọa vào địa ngục ấy 84.000 đại kiếp. Ngục này tiêu diệt rồi lại vào trong 18 ngăn ngục khác, chịu khổ như trên A Tỳ địa ngục này. Về phương Nam có 18 ngăn, phương Tây cũng có 18 ngăn, phương Bắc cũng có 18 ngăn. Quỷ ban các kinh phương đẳng đại thừa, tạo đủ năm tội nghịch phá hoại hiền thánh đoạn các căn lành. Những người như vậy chịu đủ tội lỗi, thân lên khắp A Tỳ địa ngục, tứ chi trải khắp cả 18 ngăn. A Tỳ địa ngục này chỉ thiêu đốt những chúng sanh tạo giống địa ngục như trên. Khi kiếp địa ngục sắp hết thì thấy cửa ngục phương Đông liền mở, tội nhân nhìn thấy ngoài cửa ấy có dòng nước trong chảy mát mẻ, có rừng cây hoa quả tốt tươi hiện ra. Những tội nhân ở ngăn dưới nhìn thấy thì mắt tạm bất đổ lửa, từ ngăn dưới vươn mình lên quằn quại bò đi tuột cái thân hình mà chạy lên ngăn trên. Tay vịn bánh xe đau bấy giờ trên không trung mưa xuống những hoàng sắc nông, tội nhân chạy đến cửa phương Đông, vừa đến cổng thì ngục tốt la sát tay cầm xoa sắc đâm ngược vào tròng mắt của tội nhân, chó đồng cẩu nhai ngầu trái tim tội nhân phải chết ngất. Chết rồi sống lại, thấy cửa phương Nam mở như cửa phương Đông trước kia không khác, cửa phương Tây phương Bắc cũng đều như vậy. Trải qua thời gian nửa kiếp, tội nhân phải chết trong A Tỳ địa ngục mà. Chết rồi sống lại sinh vào địa ngục giá lạnh, rồi chết trong địa ngục hàng băng này, chết rồi lại sống sống rồi sanh lại vào địa ngục hắc ám.
một trăm một ngàn vạn năm mắt không trông thấy thân làm con đại trùng quằn quại bò đi. Các căn ám độn không hiểu biết gì phải quay, lại bị một trăm một ngàn hổ lang lôi kéo dành ăn chết rồi lại sanh vào loài súc sinh. Năm ngàn vạn năm làm thân chim muôn khổ sở như thế cho đến khi hết tội được sinh làm người. Nhưng lại phải đuôi điếc ngỗng liều phong hủy ung thư bần cùng hạ tiền. Bao nhiêu suy đồi khổ sở mình phải tự rước lấy. Làm thân hèn hạ như vậy năm trăm lần sông thác, lại sinh vào loài quỷ đói ở trong ngã quỷ gặp được thiện tri thức. Các vị đại Bồ Tát quở trách đi nói rằng: người ở trong vô lượng đời về trước đã tạo ra vô lượng tội, phỉ báng tam bảo không tin nhân quả, nên đọa trong ma tỳ địa ngục chịu nhiều khổ não không thể kể xiết. Này ngươi nên phát tâm từ bi. Bây giờ các ngã quỷ nghe lời ấy rồi liền xưng Nam Mô Phật. Nhờ sức hồng ân của chư Phật liền được mang chúng sanh lên cõi trời tứ thiên, sinh lên đó rồi ăn năn tự trách phát tâm Bồ Đề. Tâm quan của chư Phật không bỏ những người phát tâm này. Thâu nhịp các người phát đi tâm như vậy và thương mến như La Hầu La, dạy bảo tránh xa địa ngục không cho thân xa đọa như quy trầm con mắt. Phật bảo đại dương muốn biết hào quang chư Phật thường chiếu nơi nào thì hãy xem hào quang ấy. Thường chiếu những nơi chúng sinh đau khổ như vậy, không gián đoạn, không người cứu vớt. Tâm Phật thường biết ở đâu, thường biết những nơi chúng sanh chịu hành phạt cực hình cực ác như vậy. Vậy đem tâm Phật mà trao dồi tâm mình, trải qua nhiều số kiếp khiến ngờ các người ác kia phát cái tâm Bồ Đề. Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng nghe Phật Thế Tôn nói các thống khổ như trên thì gia tâm dự ý, chớ sinh lòng buông lung. Nếu đại chúng không siêng năng lập phương tiện tu hành Bồ Tát đạo thì ở trong mọi địa ngục đều có tội phần. Ngày nay đại chúng nên vì hết thảy chúng sanh hiện đang chịu thống khổ trong ma tỳ địa ngục, vì hết thảy chúng sinh sẽ chịu thống khổ trong ma tỳ địa ngục và rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh hiện chịu và sẽ chịu vô cùng vô tận thống khổ trong hết thảy địa ngục ở mười phương mà đầu thành đánh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Lại xin quy y mười phương tận hư không giới vô lượng hình tượng, tượng vàng và tượng chiên đàn của vua Ưu Điền, tượng đồng của vua Dục, tượng đá của Ngô Trung, tượng ngọc của nước Sư Tử, tượng vàng, tượng bạc, tượng lưu ly, tượng san hô, tượng hổ phách,
tưởng xa cừ, tưởng ma nào, tưởng trân châu, tưởng ma ni, tưởng vàng tử ma, tưởng sắc diêm phù đàn, ở trong các quốc đồ, lại quý y hết thảy các tháp thờ tóc của mười phương Phật. Quý y hết thảy các tháp thờ hàm răng, quý y hết thảy các tháp thờ răng, quy y hết thảy các tháp thờ móng tay, quy y hết thảy các tháp thờ xương trên đành, quy y hết thảy các tháp thờ xá lợi trong thân, quy y hết thảy các tháp thờ cà sa, quy y hết thảy các tháp thờ muỗng bình bát, quy y hết thảy các tháp thờ bình tắm rửa, quy y hết thảy các tháp thờ tích trường, quy y hết thảy các nơi làm Phật sự như vậy. Lại quý y nơi tháp Phật giáng sinh, quý y tháp Phật đắc đạo, quý y tháp Phật chuyển pháp luân, quý y tháp Phật nhập niết bàn, quý y tháp Phật đa bửu và tám vạn bốn ngàn tháp của vua A Dục tạo ra, quý y tháp trên trời, tháp ở nhân gian và tất cả bảo tháp ở trong cung Long Vương. Quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thảy chư Phật. Quy y mười phương tận hư không giới hết thảy tôn pháp. Quy y mười phương tận hư không giới hết thảy hiền thánh tăng. Nguyện xin Tam Bảo đồng đem từ bi lực an ủi chúng sanh, lực vô lượng đại tự tại lực, vô lượng đại thần thông lực thấu nhiếp thọ lãnh chúng con. Ngày nay sám hối thể cho hết thảy chúng sanh đang chịu khổ trong A Tỳ Đại Địa Ngục. Sám hối thế rộng ra cho đến hết thảy chúng sanh trong tất cả địa ngục ở mười phương, nhiều không thể kể xiết. Sám hối thế cho cha mẹ sư trường và tất cả bà con quyến thuộc. Nguyện xin Tam Bảo dùng nước đại bi tẩy trừ tội lỗi cho hết thảy chúng sanh hiện đang chịu khổ trong A Tỳ địa ngục và trong những địa ngục khác, khiến chúng sanh được thanh tịnh. Nguyện xin Tam Bảo tẩy trừ tội lỗi cho chúng sanh hiện đồng sám hối trong đạo tràng hôm nay, tẩy trừ tội lỗi cho tất cả cha mẹ sư trường, cho hết thảy bà con quyến thuộc của chúng con, khiến tội lỗi được thanh tịnh vậy. Lại xin tẩy trừ tội lỗi cho tất cả chúng sanh trong sáu đường, khiến chúng sanh thẳng đến đạo tràng hoàn toàn thanh tịnh. Từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, chúng sanh đều đoạn trừ được hết khổ não trong A Tỳ địa ngục. Rộng ra nữa là đoạn trừ hết thảy thông khổ nhiều không thể nói. Không thể nói trong các địa ngục ở mười phương tận hư không giới, chúng sinh ấy rút ráo không còn đó trở lại. Trong ba đường ác rút ráo không còn đó trở lại trong các địa ngục,
rốt ráo không còn tạo trở lại mười nghiệp ác, không còn tạo trở lại năm tội nghịch để chịu khổ nào. Tất cả các tội nguyện đều tiêu diệt, bỏ sống địa ngục được sống tịnh độ, bỏ mạng địa ngục được mạng trí huệ, bỏ thân địa ngục được thân kim cang, bỏ khổ địa ngục được vui niết bàn. Nhớ khổ địa ngục phát tâm bồ đề, tứ đẳng lục độ thường được hiển tiền, tứ biện lục thông đều được tự tại như ý. Đầy đủ trí huệ tu đạo Bồ Tát, vọng mạnh tinh tấn không thôi không nghỉ, tu hành mãi lên cho đến mạng hạnh thập địa vào tâm kim cang, thành đặng chánh giác để trở lại đời này, độ thoát hết thảy chúng sanh trong mười phương. Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, còn có các địa ngục khác chịu khổ rất cái phức tạp, không thể ghi chép danh hiệu như vậy. Khổ sở vô cùng đại chúng giờ xem trong kinh sẽ thấy rõ việc ấy. Trong kinh Phật dạy rằng một niệm ác của Diêm Vương sinh ra đủ các việc trong địa ngục. Tự thân Diêm Vương chịu khổ khùng không thể kể xiết. Diêm La Đại Vương xưa kia làm vị Tỳ Sa Quốc Vương, nhân vị cùng với Duy Đà Thủy Chúa, chiến đấu thất bại bèn lập thể nguyện: nguyện ta đời sau làm chủ ngục trị tội nhân vậy, 18 vị đại thần và trăm vạn tùy tùng đồng phát nguyện như vậy. Tỳ Sa Vương ấy nay là Diêm La Vương, 18 vị đại thần kia nay là 18 ngục Vương vậy, trăm vạn chúng tùy tùng nay là ngưu đầu ngục tốt vậy. Bọn quan thuộc này đều lệ thuộc Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Trong kinh Trường A Hàm chép chỗ ở của Diêm La Đại Vương tại Diêm Phù Đề trong núi Kim Cang. Về phương Nam, Vương cung dài rộng 6000 do tuần. Kinh Đại Địa Ngục dạy rằng thành quách cung vua Diêm Vương ở trong địa ngục rộng dài 3 vạn dặm, dùng sắt giả đồng mà xây dựng, ngày đêm 3 thời có cháo đồng lớn đứng đầy nước đồng sôi. Tự nhiên để phía trước vua có ngục tốt to lớn nằm trên giường sắt nóng của vua, lấy móc sắt đánh miệng vua, rót nước đồng sôi vào miệng vua, tự yết hầu trở xuống đều cháy tiêu tan. Các đại thần kia cũng phải chịu khổ như vậy. Mười tám ngục Vương ấy tên là Ca Diên Dữ Ngục Nê Lê, Khuất Tôn Dữ Ngục Đao Sơn, Phí Thọ Dữ Ngục Phi Sa, Phí Khúc Dữ Ngục Phất Si, Ca Thế Dữ Ngục Hắc Nhị, Hạp Sai Dữ Ngục Quả Sa, Thang Dị Dữ Ngục Hoạch Thang, Thích Ca Nhiên Dữ Ngục Thiết Sàng, Ác Sinh Dữ Ngục Hạp Sơn, Thân Ngâm Dữ Ngục Hàng Băng, Tỳ Ca Dữ Ngục Bát Bì, Diêu Đầu Dữ Ngục Súc Sinh, Đề Bát Dữ Ngục
đao binh, di đại giữ ngục thiết ma, duyệt đầu giữ ngục khôi hà, xuyên cốt giữ ngục thiết sách, danh thân giữ ngục thơ trùng, quán thân giữ ngục dương đồng, những ngục như vậy đều có vô lượng địa ngục khác làm quyến thuộc. Mỗi ngục đều có chủ ngục, ngưu đầu ngục y tóc y tánh tình báo ngược, không có một mái từ tâm. Thấy chúng sanh chịu ác báo như vậy, chỉ sợ chúng sanh không khổ mà thôi. Nếu hỏi ngục tốt, chúng sinh chịu khổ như vậy, rất đáng thương xót sao các ngươi thường cứ ôm lòng độc ác khóc liệt, không chút thương tâm. Ngục tốt liền đáp: những người chịu khổ ấy tội ác như thế này, bất hiếu với cha mẹ, bày bán Phật Pháp Tăng, chê bai thánh hiền, nhục mã lục thân, khinh mạng sư trưởng quỷ hại tất cả, nói lời độc ác, nói lời hai lười, nịnh hót tật đố, chia rẽ tình cốt nhục của người, giận hờn nóng nảy, sát hại tham dục dối gạt, khinh khi tà mãn tà cầu, lấy gió vì tà kiên, giải đại buồn lũng gây hết nhiều thù oán. Những người như vậy đến đây chịu khổ rồi, mỗi khi được thoát ra, chúng tôi thường khuyên bảo rằng: ở đây cực khổ lắm, không thể chịu được. Các người nay được ra rồi, cho nên tạo tội mà phải trở vào đây nữa. Nhưng các tội nhân ấy không chịu chừa bỏ ăn năn, ngày nay ra rồi thoát dậy lại vào lần lửa luân hồi không biết thống khổ, làm cho chúng tôi phải mỏi mệt vì các chúng sanh ấy. Kiếp này kiếp khác cứ đối đầu nhau mãi, vì duyên cơ ấy nên chúng tôi đối với tội nhân không có chút thương tâm, mà còn cố ý làm cho khổ sở thêm nữa. Chúng tôi mong sao họ biết khổ, biết hổ, biết thẹn, không trở lại đây nữa. Nhưng chúng tôi xem các chúng sanh ấy thật là chỉ khổ mà không chịu tranh, không chi quyết làm lành để vào niết bàn. Họ đã là thật vật vô tri, không biết tránh khổ tìm vui, sở dĩ họ phải chịu đau khổ hơn ở nhân gian, thì làm sao chúng tôi có thể dung thứ mà sinh tâm thương được. Hôm nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, hay đem việc lao ngục ở thế gian mà so sánh thì có thể biết ngay, tin chắc rằng việc này không phải là luôn dối. Giả sử có người ba phen đến cửa ngục, tuy bà con thân tộc nhưng thấy người ấy cứ vào ra cửa ngục mày, cũng đã chán ngán, không có lòng buồn thương, huống gì ngưu đầu ngục tốt thì các chúng sanh đã ra lại vào để chịu thống khổ mãi mãi. Vậy đã thoát khỏi địa ngục rồi thì nên tu tâm dưỡng tánh, cải cách tập quán, nếu không chừa bỏ thì nhiều kiếp chìm trong biển khổ. Đã vào trong ấy rồi cứ thư lốp mà qua, hết khổ này đến khổ khác, không bao giờ dừng nghỉ. Vì vậy nên quán thụ ba đời nhân quả trái nhau, hai dựng thiện ác chưa từng tạm nghỉ,
việc bao ứng trình bày rõ ràng rất dễ trông thấy. Làm ác gặp khổ, lấy ác trả ác ở trong địa ngục, cùng năm mạng kiếp chịu thông khổ đều đủ. Hết tội địa ngục lại làm súc sinh, hết tội súc sinh lại làm quỷ đôi. Trải qua vô lượng sanh tử, vô lượng thông khổ, như thế đại chúng hạ có thể không lo tu hành, Bồ Tát đạo cho kịp thời sao? Chúng con ngày nay nhất ý tâm đầu thành đảnh lễ Tam Bảo, nguyện vì hết thảy chúng sanh trong đường địa ngục, ngục dương đại thần ngưu đầu ngục ý tốt và quyến thuộc của chúng khắp mười phương, nguyện vì hết thảy chúng sanh trong đường ngã quỷ, ngã quỷ dương, ngã quỷ thần, vân vân, và quyến thuộc của ngã quỷ ở khắp mười phương, nguyện vì hết thảy chúng sanh trong đường súc sanh thần, vân vân, và quyến thuộc của súc sinh khắp mười phương rộng ra, nguyện vì hết thảy chúng sanh vô cùng vô tận trong mười phương mà cầu xin sám hối cải vãng tu lai, không làm ác nữa, những tội đã làm nguyện xin trừ diệt, những tội chưa làm thầy không dám làm, nguyện xin hết thảy chư Phật trong mười phương dùng bất khả tư nghị tự tại thần lực gia tâm cứu hộ thương xót nhiếp thọ, khiến tất cả chúng sanh tức thời giải thoát. Nguyện xin quy y hết thảy thế gian đại từ bi phụ. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hoa Nhật Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Quân Lực Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hoa Quang Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Nhân Ái Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hoài Đức Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phạm Dương Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Minh Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Long Đức Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Kiên Bồ Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Hư Kiến Bồ
Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tịnh Tân Đức Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Thủ Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Hỷ Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Thối Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Tướng Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thắng Trì Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Thị Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hỷ Vương Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Sa Ngự Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ai Tát Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Tý Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hương Tượng Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Quán Thị Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vân Âm Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Tư Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Phan Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Tát Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát.